hơn cả xe tải. Ba người nhìn đến sững sờ, con cua lao về phía bọn họ, nhưng lại rơi vào hố nước nóng, sau đó liền thành món cua hấp, biến thành bữa ăn thịnh soạn. Ba người nằm không sung cũng rơi trúng miệng, mỗi người cắn một miếng lớn, nhưng con cua này to quá mức, nó không giống sinh vật sống trên trái đất chút nào. Hóa ra Mark San là tiến sĩ nghiên cứu trong lĩnh vực lượng tử, anh ấy vào một hang động bí ẩn, kiểm tra máy móc mới được phát minh, nhưng hang động bất ngờ sụp xuống, thế là bọn họ tham gia vào chuyến du hành thời gian mà cỗ máy thời gian cũng đi đâu mất tăm. Khi tỉnh lại họ dường như đã ở một thế giới khác, ở đây sáng đến thất thường, xung quanh toàn là sa mạc. Cách đó không xa họ nhìn thấy ba con khỉ nguyên thủy, một trong số đó đang cầm dao muốn giết đồng loại của mình. Mọi người nhanh chóng chạy đến ngăn cản và cứu con khỉ kia. May mắn là Holly biết một chút ngôn ngữ nguyên thủy. Sau khi giao tiếp, bọn họ biết được con khỉ suýt bị giết kia là hoàng tử của bộ tộc, hơn nữa nó còn có một dàn mỹ nhân hậu cung. Mark San vô cùng ghen tị. Trong cuộc rượt đuổi, mặt đất bỗng nhiên di chuyển dữ dội, mấy người bọn họ rơi vào một hang động bí ẩn. Trên mặt đất tràn đầy xương động vật, dường như mối nguy hiểm đang âm thầm đến. Trong tích tắc bọn họ bị dây leo kéo đi treo lơ lửng trong không trung. Lúc này Mark San nghe thấy âm thanh của một con khủng long, mấy người nhanh chóng tìm cách chạy thoát. Đột nhiên một con khủng long bạo chúa xuất hiện trước mắt họ. Nó cắn đứt sợi dây leo và đuổi theo bọn họ. Đứng giữa sinh tử, Will còn muốn đồng đội chụp cho mình một bức ảnh. Tôi chưa từng nhìn thấy một người đàn ông chán sống như thế này bao giờ. May mắn thay, cách đó không xa có một cây cầu ván. Khủng long bạo chúa nhát gan không dám đi qua cây cầu. Thấy thế Mark San bắt đầu quay lại cười nhạo nó. Anh ta nói khủng long có đầu óc ngu si nhưng tứ chi phát triển, bộ não của nó thậm chí còn nhỏ hơn quả óc chó. Khủng long nghe xong vô cùng tức giận, nó trực tiếp nhảy qua vách đá truy sát bọn họ. May mà mấy người kịp thời trốn vào trong hang động, nhưng con khủng long này cũng vô cùng ma quái. Nó mang đến cho bọn họ một quả óc chó rất lớn, ý nói chỉ số IQ của nó cùng không phải dạng vừa đâu. Sau đó Mark San càng làm khủng long bạo chúa căm thù sâu sắc. Đây là một lục địa huyền diệu, con cua còn to hơn cái xe tải, ngay cả muỗi cũng có thể hút sạch máu người, mà thứ không nên ăn nhất ở đây chính là trái cây. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn bạn. Nó có vị cay rất ngon, rất giống thịt. Mark San bị dọa sợ mất mật, anh ta nhanh chóng trổi những con kiến khổng lồ kia đi, nhưng ác mộng đêm nay lại đến rồi. Một con muỗi khổng lồ nằm trên vai Mark San, nhưng có vẻ anh ta không hề hay biết, vẫn ca hát rất nhiệt tình. Sau đó mặt anh ấy tái nhợt đi, con muỗi đã hút máu no đến nỗi bụng nó to như quả bóng. Mark San mất quá nhiều máu, ngất xỉu ngay lập tức. Ngày hôm sau tỉnh lại, Mark San có một cái mụn quá khổ sau lưng. Mấy người nhìn thấy cảnh này cảm thấy ở đây quá đáng sợ, bọn họ nhất định phải mau chóng tìm được cỗ máy thời gian để quay về. Sau đó họ phát hiện hai con khủng long đang chuẩn bị choảng nhau. Ban đầu họ còn muốn chụp ảnh và xem náo nhiệt, kết quả miệng quạ của Mark San lại xuất hiện. Bình thường chúng không có bạn đồng hành. Hai con khủng long bạo chúa quay đầu chĩa mũi rìu vào ba người. Bọn họ lại liều mạng chạy trối chết. Mark San tìm thấy một chai nitrogen trên đường, trong lúc cấp bách bọn họ đặt nó vào máy phóng. Một cú phóng xứng đáng đạt huy chương vàng nếu đang thi Olympic ở thời hiện đại, vừa hay vào đúng miệng của khủng long. Toàn thân khủng long hóa băng đau đớn ngã xuống đất. Sau đó một tiếng nổ phát ra, thịt khủng long rơi trên mặt đất như những giọt mưa. Lúc này bọn họ tìm thấy cỗ máy thời gian trong đống thịt, mấy người nhanh chóng chạy lên phía trước, nhưng cỗ máy thời gian lại bị một con khủng long khác lấy mất và bay tới ngọn núi lửa xa xôi. Mark San vô cùng tuyệt vọng, nhưng chỉ có cỗ máy thời gian mới đưa được bọn họ trở về, không có cách nào khác, bọn họ đành phải đi khắp các ngọn núi và tìm hang ổ của khủng long. Cỗ máy thời gian đang ở trước mắt, nhưng khu vực xung quanh tràn đầy trứng khủng long. Vào thời khắc quan trọng các đồng đội đều nằm xuống và chơi trò giả chết, vì thế Mark San đành phải tự mình đi lấy. Ở trong đó anh ấy cứ đi qua lại như con thoi, giống như một vũ công đẳng cấp thế giới. Nhưng khi vừa chạm vào cỗ máy, một chuyện vô cùng khủng bố xảy ra, toàn bộ trứng khủng long xung quanh đầu bắt đầu nở ra, khủng long con bên trong bắt đầu phá vỡ vỏ chui ra, vì để ngăn cản tiếng hét chói tai của bọn chúng, Mark San đành phải đứng đó hát rụt, "You ready? Em là một cô gái tồi. Tôi mới phát hiện tôi không phải đối thủ của em, tôi bị tát vào mặt. Vì bạn coi thường mọi thứ, bỏ lại thế giới sau lưng." Dưới tiếng hát cảm động của anh ấy, khủng long còn an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Nhưng nửa năm rồi bọn họ chưa được ăn cơm. Đúng lúc này, một con cua cỡ đại xông tới. Chắc hẳn lúc đó nó đã nghĩ sẽ biến mấy người này thành đồ ăn, nhưng không ngờ chạy hăng quá, con cua rơi trúng vào hồ nước nóng, thế là bọn họ mới có cua hoàng đế ăn như đầu chuyện. Mấy người bọn họ ngồi trên bãi biển thưởng thức bữa tối, nhưng sau khi ăn uống no say lại phát hiện không thấy Holly đâu cả. Thì ra ở lục địa này vẫn còn một nhóm người đáng sợ nữa, đó chính là người thằn lằn. Bọn chúng có ý tưởng chiếm trái đất, có ý định sử dụng cỗ máy thời gian để vận chuyển quân đội. Holly bị nhốt trong một lồng sắt, nghi thức tế lễ chuẩn bị bắt đầu, nhưng thật may đồng đội của cô ấy đã đến kịp. Họ cởi bỏ lớp ngụy trang và chiến đấu với lũ thằn lằn, nhưng dường như đối thủ rất mạnh. Mark San nhân cơ hội nhảy đến chỗ lồng sắt, mạo hiểm mạng sống của mình để giải cứu Holly. Đối diện với một người đàn ông dũng cảm như thế, Holly không nhịn được nữa, ôm hôn Mark San thắm thiết. Quá muộn để vui mừng, khủng long đã tìm đến tận nơi để báo thù. Mark San và khủng long bắt đầu đọ sức, nhưng anh ta sao có thể là đối thủ của khủng long. Lúc này Mark San nảy ra một kế hoạch, anh ta quyết định nhảy lên trên lưng khủng long để thuần hóa nó. Tay anh ta cầm một cây gậy trúc hướng về phía khủng long, sau đó là một cú nhảy đẳng cấp thế giới. Ô!
Đồng đội chỉ biết câm nín, khủng long có lẽ đã no nên đối với Holly chỉ gầm một tiếng rồi bỏ đi. Nhưng ngay sau khi họ bị bao vây bởi những người thằn lằn, Maxan cưỡi khủng long đắc ý đi tới. Hóa ra sau khi bị khủng long nuốt vào trong bụng, anh ta đã đào tất cả các đường để trốn thoát. Không ngờ chó ngáp phải ruồi lại chữa được chứng táo bón lâu năm của khủng long, vì vậy hiện giờ họ trở thành anh em thân thiết. Sau đó Maxan điều khiển khủng long giết đội quân người thằn lằn, dùng đuôi quật dùng miệng gặm. Dưới sự giúp đỡ của anh khủng long, mấy người cuối cùng cũng bắt được thủ lĩnh của hội người thằn lằn. Trong cuộc chiến, viên pha lê năng lượng vô tình bị phá vỡ, ngay sau đó cổng thông tin sẽ từ từ biến mất.